spyware Pegasus là gì và nguy hiểm tới mức nào. Theo nguồn tin của The, The Guardian, đây có lẽ tên của spyware mạnh nhất từng được phát triển bởi một công ty tư nhân. Dùng để bí mật chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động bằng cách biến nó thành một thiết bị giám sát có khả năng xâm nhập cao. Một khi đã xâm nhập vào điện thoại, nó có thể biến nó thành một thiết bị giám sát 24 trên 24. Được đặt tên là Pegasus, spyware này đã làm gia tăng mối lo ngại về việc chính phủ của một số quốc gia lạm dụng nó đối với những người bất đồng quan điểm. Spyware Pegasus có thể cho phép các gián điệp ghi lại các cuộc trò chuyện được thực hiện trên hoặc là gần điện thoại, sử dụng camera của điện thoại và xác định vị trí của người dùng điện thoại, bí mật quay phim qua máy ảnh của điện thoại, hoặc kích thích hoạt động microphone để ghi lại các cuộc trò chuyện. Nó có khả năng xác định bạn đang ở đâu, bạn đã ở đâu, và bạn đã gặp ai? Không có thông tin nào trên thiết bị mục tiêu là an toàn. Pegasus được phát triển hoạt động kinh doanh và cấp giấy phép cho các chính phủ trên thế giới bởi công ty NSO Group của Israel đang bị cáo buộc được sử dụng để theo dõi các nhà báo nổi tiếng, các nhà hoạt động dân chủ, chống tham nhũng và các luật sư từ các quốc gia trong đó có Azerbaijan, Pháp, Hungary, Ấn Độ và Maroc. Theo CNN, NSO tuyên bố chỉ bán công dụng giám sát này cho các khách hàng chính phủ đã được kiểm tra cẩn thận, những người được phép sử dụng nó cho các cuộc điều tra hợp pháp về tội phạm và khủng bố. Pegasus có khả năng gây nhiễm sang hàng tỷ điện thoại qua hệ điều hành iOS hoặc Android. Pegasus có thể cho phép các gián điệp sử dụng để truy cập vào thiết bị lưu trữ của điện thoại bị nhiễm mã độc, qua đó có thể xem ảnh, video, email và văn bản. Ngay cả trên các ứng dụng liên lạc được mã hóa, chẳng hạn như Signal. Pegasus có thể truy cập các file tin từ các cuộc trò chuyện qua nhu cầu nhắn tin ngắn, tức là SMS, hay nhu cầu nhắn tin được mã hóa, số địa chỉ, toàn bộ chuỗi sự kiện trong quá khứ, các cuộc gọi, lịch, email, cho tới lịch sử truy cập Internet phiên bản Pegasus sớm nhất được phát hiện vào năm 2016, khi spyware của công ty được cho là sử dụng để chống lại một nhà hoạt động nhân quyền ở các tiểu phương quốc Ả Rập thống nhất và một nhà báo ở Mexico đã lây nhiễm vào điện thoại thông qua cái gọi là lừa đảo trực tuyến, tin nhắn hoặc email lừa mục tiêu nhấp vào một liên kết độc hại, sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến để có được quyền truy cập vào điện thoại kể từ sự kiện đó the new york times đã đăng tải các thông tin rằng spyware của nso được sử dụng để chống lại các nhà báo các nhà vận động nhân quyền và các nhà hoạch định chính sách ở mexico và saudi arabia các thông tin mới xuất hiện cho thấy spyware của nso hiện nay được sử dụng chống lại nhiều người ở nhiều quốc gia hơn so với trước đây tuy nhiên kể từ đó khả năng tấn công của nso đã trở nên tân tiến hơn spyware này đã được nâng cấp để có hiệu quả cao hơn nhiều và có thể xâm nhập ngay cả khi người dùng điện thoại không nhấp vào bất cứ thứ gì, hay còn gọi là một cuộc tấn công Zero Click, tức là không yêu cầu bất kỳ sự tương tác nào từ chủ sở hữu điện thoại để thành công. Pegasus thường sẽ khai thác các lỗ hỏng Zero Day là các lỗ hỏng hoặc lỗi trong hệ điều hành mà các nhà sản xuất điện thoại di động chưa biết và do đó không thể sửa chữa. Vào năm 2019, WhatsApp tiết lộ là spyware Pegasus đã gửi mã độc đến hơn 1.400 điện thoại bằng cách khai thác lỗ hỏng Zero Day. Chỉ cần một cuộc gọi thông qua WhatsApp, mã độc Pegasus đã được đưa vào điện thoại của nạn nhân, ngay cả khi họ không trả lời cuộc gọi. Để xâm nhập vào điện thoại trước tiên, cần tạo ra một tài khoản WhatsApp giả mạo, sau đó sử dụng tài khoản này để thực hiện các cuộc gọi video. Khi điện thoại của người dùng đổ chuông, một mã độc được truyền đi và cài đặt spyware trên điện thoại. Gần đây, NSO cũng đã bắt đầu khai thác các lỗ hổng trong ứng dụng iMessage của Apple, khiến cho hàng triệu iPhone có nguy cơ bị tấn công. Apple cho biết là họ đang liên tục cập nhật software để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Theo các nhà nghiên cứu, các cuộc tấn công đã được tiến hành gần đây nhất, được thực hiện trong tháng 7 năm 2021. Khi Pegasus được cài đặt trên điện thoại, nó sẽ có đặc quyền quản trị trên thiết bị và làm được nhiều việc hơn cả chủ sở hữu của thiết bị. Các nhà nghiên cứu bảo mật đã suy đoán rằng các phiên bản mới hơn của Pegasus chỉ chiếm bộ nhớ tạm thời của điện thoại. Do đó, một khi điện thoại được tắt, tất cả các dấu vết của spyware sẽ biến mất. Hiểu biết về kỹ thuật Pegasus và làm thế nào để tìm ra các đường dẫn hiển nhiên mà nó có thể để lại trên điện thoại sau khi lây nhiễm thành công đã được cải thiện bởi nghiên cứu được thực hiện bởi Claudio Conery, người điều hành phòng thí nghiệm bảo mật có trụ sở tại Berlin của tổ chức Ân xá quốc tế. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều để các mục tiêu chú ý, Conery cho biết. Người giải thích rằng các khách hàng của NSO đã bỏ qua phần lớn các tin nhắn SMS đáng ngờ để thực hiện các cuộc tấn công bằng Zero Click tinh vi hơn. Đối với các công ty như NSO, việc khai thác spyware được gài đặt mặc định trên các thiết bị, chẳng hạn như iMessage, hoặc được sử dụng rất rộng rãi, chẳng hạn như WhatsApp, đặc biệt hấp dẫn vì nó làm tăng đáng kể số lượng điện thoại di động mà Pegasus có thể tấn công thành công. Là đối tác kỹ thuật của dự án Pegasus, một tập đoàn quốc tế của các tổ chức truyền thông bao gồm Guardian. Phòng thí nghiệm của tổ chức ân xá đã phát hiện ra dấu vết của các cuộc tấn công thành công của khách hàng Pegasus trên iPhone chạy phiên bản iOS mới nhất của Apple. Một hiệp hội các nhà báo đứng đầu là tổ chức phi lợi nhuận Forbidden Story có trụ sở tại Paris cho rằng NSO có liên quan tới một danh sách bị rò rỉ gồm hơn 50.000 điện thoại di động từ hơn 50 quốc gia và các số điện thoại này dường như là mục tiêu giám sát mà khách hàng của NSO đề xuất. Theo phân tích về điện thoại của các nạn nhân, cũng đã xác định được bằng chứng cho thấy khả năng tìm kiếm, điểm yếu liên tục của NSO có thể đã mở rộng sang các ứng dụng phổ biến khác. Trong một số trường hợp lưu lượng mạng đặc biệt liên quan tới ứng dụng ảnh và nhạc của Apple có thể được nhìn thấy tại thời điểm bị nhiễm, cho thấy nso đã có thể bắt đầu tận dụng các lỗ hổng mới nếu tấn công bằng phương pháp giả mạo người quen của nạn nhân hoặc zero click không thành công pegasus sẽ xâm nhập vào smartphone thông qua bộ thu phát không dây gần mục tiêu sau khi gài đặt trên điện thoại pegasus có thể thu nhập nhiều hơn hoặc ít hơn bất kỳ thông tin nào hoặc trích xuất bất kỳ phao nào một khi iphone bị xâm nhập nó được thực hiện theo cách cho phép kẻ tấn công có được cái gọi là nguồn gốc đặc quyền hoặc đặc quyền quản trị trên thiết bị conary nói Pegasus có thể làm được nhiều hơn những gì mà chủ nhân của thiết bị có thể làm Nhưng ai là mục tiêu? Danh sách bao gồm một vài nguyên thủ quốc gia hơn 600 chính trị gia các lãnh đạo chính phủ gồm 65 giám đốc điều hành các công ty học giả, các thủ lĩnh công đoàn lãnh đạo tôn giáo Hàng trăm nhà báo, chủ sở hữu phương tiện truyền thông, chính trị gia đối lập, các nhân vật bất đồng chính kiến và các nhà vận động nhân quyền. Sau đó, các tổ chức này chia sẻ danh sách với các nhà báo. Theo trang web tin tức điều tra của tờ The Wire, trong danh sách có 300 số điện thoại di động được sử dụng ở Ấn Độ, bao gồm cả số điện thoại của các bộ trưởng chính phủ, chính trị gia đối lập, nhà báo, nhà khoa học và các nhà hoạt động nhân quyền. Danh sách còn có hơn 40 số điện thoại của các nhà báo Ấn Độ làm việc cho Hindustan Times, The Hindu và Indian Express cũng như hai biên tập viên sáng lập của The Wire. Các nhà hoạt động nói rằng, nếu không có quyền truy cập phương thức liên lạc không bị giám sát, các nhà báo sẽ không thể liên lạc với các nguồn tin mà không sợ bị trả đũa. Các nhà hoạt động cũng sẽ không thể tự do giao tiếp với các nạn nhân của các vụ lạm dụng liên quan tới các viên chức chính phủ. Kiểu giám sát như thế này là một sự vi phạm kinh hoàng đối với quyền tự do báo chí và chúng tôi lên án mạnh mẽ. Người phát ngôn viên của Lumber News cho biết, vụ rò rỉ này sẽ là câu chuyện của năm, Edward Snowden, một nhân vật tiết lộ thông tin về chương trình giám sát của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, tức là NSA vào năm 2013, đã viết như vậy trên Twitter về vụ bê bối Pegasus. Để phanh phui bằng chứng về vụ dọ thám với quy mô công nghiệp này, hàng loạt các nhà báo từ 17 hãng tin đã hợp tác làm việc và những gì được tiết lộ mới chỉ là phần đầu, theo CNN. Các luật sư của NSO tuyên bố rằng cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ là phỏng đoán, mô tả là một tổng hợp các giả định mang tính suy đoán và vô căn cứ. Tuy nhiên, họ không tranh cãi bất kỳ phát hiện hoặc kết luận cụ thể nào. NSO đã bỏ ra nhiều nỗ lực vào việc làm cho spyware của họ khó bị phát hiện và các trường hợp lây nhiễm Pegasus hiện nay rất khó xác định. Một trong những thách thức quan trọng nhất mà Pegasus đưa ra cho các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền thực tế là spyware khai thác các lỗ hổng chưa được phát hiện. Có nghĩa là ngay cả người dùng điện thoại di động có ý thức bảo mật nhất cũng không thể ngăn chặn một cuộc tấn công đây là một câu hỏi được đưa ra làm gì để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa cô neri nói câu trả lời thật lòng là không có cách nào